Vâng, cái 7C này thì không biết được có 7C không thì loại cũng giờ sau C này mà cảm giác nó sớm quá, cũng cứ game thủ ra thỏa thuận với nhau thôi. Vâng, như vậy 5C thôi, cái quýt ngày mai vẫn đang còn nhiều kèo. Vâng, giữ sức khỏe cho ngày mai mọi người ạ. À, chúng ta không kiểu vâng bây giờ không phải vâng đua kiểu gấp rút, chúng ta đua đường dài. Với game thủ chúng ta ngày nào cũng thi đấu, như vậy việc đảm bảo sức khỏe là cái vấn đề được ưu tiên hàng đầu. Ta diễn ra thực ra kèo này diễn ra từ rất sớm, 19 giờ lên hình rồi. Thì bây giờ là 22 giờ 33 phút. Như vậy cũng khoảng tầm 3 đến 30 phút rồi. Bằng do son về lớp bạn có đầu đưa về bằng đầu như vậy là 5 con vẫn đang cố thêm cho mình tìm thêm con voi và bãi quả. Sao lại sai quân à? Ok, quýt là người cầm kata còn lớp cầm do son trận này, xin lỗi mọi người. Vâng, cái bóng thì mắc bóng rồi. Vâng, cái bóng kiểu vâng cho son sen kia mà ra con sen. Còn bóng kiểu Kata Maxi và Pan này ra con Pan thì tốt quá. Còn Roman nữa. Một tầm lớp đang câu đôi voi về. Quãng đường di chuyển về nhà chính đang là những con dốc, những pha đổ đèo. Một con đã bỏ cuộc rơi. Vâng, mai quýt có kèo gì à? Cái này có lẽ là ngày mai chắc là mọi người vào cái group VTV.net chăm sóc khách hàng hoặc là theo dõi fanpage game quýt thì chúng ta sẽ biết được ngày mai kèo gì. Còn hiện tại thì em vẫn chưa nắm bắt được lịch mọi người ạ. Chắc là khoảng tầm 2 tiếng trước khi kèo diễn ra chúng ta có lịch thôi. Vâng, quýt bên này bảo về bài được, bài lớp cũng bài kiểu ok, đang kiểu thiếu một đồ. Chắc là thấy thêm bãi quả hay sức. Thêm bãi quả để tốt quá. Quýt bên này bài cũng đang có bãi quả. Bài cầm Kataria. Bằng Phô Mắc C trong trận này. Không, em thì không buồn ngủ, anh Văn Quốc Trường ạ. À, không buồn ngủ chút nào cả. Toàn là khung giờ đi ngủ, em toàn là 2 giờ thôi. Tầm này vẫn đang sớm chán, cái tầm này thì ở phòng thì cũng đang kiểu đọc báo xem phim. Cũng chưa ngủ. Nói bình thường mà có kèo đêm thì tầm này cũng đang bình luận bình thường thôi. Màu bài quý đang ăn 2 bẫy quả cho bài Catania này. 2 quả, một bị hưu kia thì khả năng chúng ta có quyền xa xỉ. Chúng ta có quyền xa xỉ. Xa xỉ với bị hưu kia. Sau một bài đầu chúng ta có tới 2 bài quả. Vậy quýt vẫn đang muốn ăn bài ưu này. Khi mà đứng ép gỗ đang là rất nhiều. Vâng, em thì có thuốc anh Thuận ạ. Em cũng có thuốc là chung mình mua được khoảng tầm tắt cũng mới thôi, khoảng tầm 3 năm. Biết là nó độc nhưng cảm giác những ngày kiểu thất tình ấy. Tức là bạn bè rủ thì cũng làm điếu thuốc. Bắt đầu cảm giác mình làm quen điếu thuốc lúc mà kiểu mình buồn, mình chán ấy. Cảm giác những điếu thuốc nó đang là cái người bạn của mình. Kiểu như cái gì cũng có thể bỏ mình ra đi, nhưng điếu thuốc thì mình bỏ nó thôi, còn nó không bao giờ bỏ mình. Quan trọng vì chúng ta cứ đầy tiền là được. Vâng, cái game đế chế làm hư người của giới trẻ. Cái này thì câu này cũng có phần đúng mà cũng có phần sai. Thực ra thì em nghĩ đế chế là bộ môn mặc dù nó hao tổn thời gian, nhưng mà ấy là đang là lành mạnh nhất rồi. Nó không phải kiểu như bóng bánh lô đề hay hút chích nghiện ngập ba vùng ba xa. Em nghĩ rằng giới trẻ ngày xưa chơi chế chế thay vì giới trẻ ngày nay vâng sinh viên bây giờ vâng suốt cả tuần thì ăn mì tôm để góp tiền tối lên ba, tối thứ bảy lên ba. Thì em cảm giác là lối sống ngày xưa của anh ông ta thì vẫn đang lành mạnh hơn rất nhiều. Vâng, cuối tuần thư giãn anh em ra chém giết nhau. Thậm chí ngày xưa chỉ đổ với nhau khoảng tầm nhiều chai nước hay tiền tài khoản thôi. Cảm giác đánh rất phê. Vâng, chuyển qua đập đá thì kinh phí của em lại không đủ mọi người ạ. À, vâng, hiện tại vẫn đang hút thuốc thôi. Vâng, chuyển qua đập đá thì tiền lại không đủ. Vâng, thực ra thì em cũng phải là nghiện, em nghĩ là như thế. Chắc là bỏ thì em vẫn bỏ thôi, nhưng mà tầm này thì mình vẫn chưa có động lực gì đấy để bỏ. Ví dụ như người yêu mang thai hay là vợ con có thai chẳng hạn,
thì chắc là mình cũng có cái động lực để bỏ thôi. Còn gặp bầu 8 tài của Oanh, người cầm phô trong trận này. Lớp đang ở bên này đang bảo vệ thì có lẽ Maxi của anh ấy sẽ bài và yếu hơn vì lớp. Khoảng 23/28. Đang ra khoảng là 4 chiếc rụng ấm, Úc nhận được thêm Hoa. Và game chính 5-8-6 mọi người ạ. Vâng, anh đế chế đại cương là bây giờ kèo độ ra sao? Kèo này có 3 triệu 1 C không? Cái này thì em không biết, cả làm cao rồi. Không biết được cái này, không biết được. Cái game thủ của ta nó không đánh vui là chính, giao lưu là chính thôi. Giao lưu lên sinh, cũng như là thi đấu. Bài nó sẽ không lên giáp thì sát xuất cao của Y rồi. Liệu rằng cái tình huống ra Y hay không? Một Y để giữ mạng là đủ. Cùng và lại quýt, phải quýt đang bị lọt nhà. Màu 8 Hồng Anh cũng bài đánh chèm. Ước phương là bài đánh kiểu hay chém trong bài Fulgian của Maxi trong trận này. Con chuẩn rồi chị Mai, còn ngoài hút thuốc ra thì em còn hút sữa rất kinh. Đặc biệt là những bãi quả. Bằng món anh hoa quả yêu thích của em là bưởi và khê. Đấy là những loại hoa quả mà em yêu thích. Còn bài của anh cũng đang có một P nhưng mà anh vẫn chưa bánh tre thì phải. Còn lượng dân nằm xuống của anh cũng là nhiều này. Vâng. Lớp bên này sao? Như vậy Gunny có Y và kho. Em tên là Mưa mọi người ạ. Và em sinh năm chuẩn ra thì em 96. Thú thật với anh em sinh năm 96. Tuổi đời vẫn đang còn rất trẻ. Và tuổi chế của em có lẽ cũng đây là khoảng tầm năm thứ 10 rồi. Chắc là khoảng tầm 10 năm tham gia bộ đế chế từ thời lớp 11. 11 mà bây giờ là tức là thời 2010 bây giờ là chắc là 9 năm. Ngon nghét 10 năm theo đuổi bộ đế chế. Mà trình thì chắc có lẽ là không lên được.